Mình chào các bạn, hôm nay thầy giới thiệu các bạn cách chạy bật phương trình bậc hai bằng máy tính bỏ túi. Thầy đang giới thiệu các bạn cái bật phương trình cái máy tính đó là FX570 Plus. Thì đầu tiên các bạn mở máy ra này và shift mode đó. Rồi các bạn cho mũi tên đi xuống đấy. Đấy chỗ này. Mode rồi cho mũi tên đi xuống đó. Thầy nhắc lại này, mode này. Rồi cho mũi tên đi xuống thì mode equally này, thì các bạn bấm mode là bật phương trình đấy. Thì đấy bật phương trình bậc 2 là 1, bật phương trình bậc 3 là 2, bây giờ bật phương trình bậc 2 là 1. Chẳng hạn ta giả bật phương trình mà có dấu lớn hơn. Đấy. Chẳng hạn như thế này, ta chọn 1. Giả bật phương trình là 2 sơ bình thì bằng 2 là 2. B là trừ 3 bằng này, rồi là 1. C là 1 nhá. Đấy. Đấy, bằng thì ra kết quả. Vậy bật phương trình có nghĩa là x lớn 1 nhỏ 1/2. Đó. Cho nên các bạn giải ở đấy là các bạn bấm máy tính thôi, bấm máy tính và nhập hệ số nhá. Đấy, bây giờ thì thoát ra làm lại các bạn này. Ví dụ ta giải bật phương trình này. Bật phương trình này. 4 x bình phương trừ 8 x cộng 1 nhọn bằng 0 đó. Thì chúng ta này đầu tiên là 1 này. Đây 1. 1 bấm vào đây để bấm mũi tên đi xuống này. Rồi các bạn chọn 1. Đó. Rồi ra bật phương trình bậc 2 là chọn 1. Lấy dấu nhọn bằng thì các bạn chọn 4. Đây 4 này. Nhọn bằng. Bây giờ nhập này, A là 4 này bằng này, 4 bằng. Rồi B là trừ 8 bằng. Đó. C là 1 bằng. Đấy. Bây giờ tiếp tục các bạn bấm cho bằng nữa thì ra kết quả đấy, đây là nghiệm. Đây là nghiệm.